Đây là cái nậm mà dáng nó là chi vát à? Vậy nhỉ? Thì nó phồng theo cái dáng đấy. Còn thực chất là cũng là thuộc dạng là nậm rượu, nó tương đối là mức trung bình cao ở Nha Trang. Đấy, tương đối là đẹp. Đây, cái một cái này. Thể tích của cái này là 800 ml. Đây, mặt trước, mặt sau, mặt dưới. Này, em lau dọn sạch sẽ rồi. Thì hoa văn đây nó trên là nó rồng nổi, còn dưới này thì là hai cái mặt. Thì thường thì các quán ăn hoặc các quán bia rượu người ta sẽ in logo người ta gắn đây, bên này nữa đây, gắn đây. Anh em sẽ có thấy một số chỗ người ta sẽ làm như vậy. Cao 22, đường kính đây là 20 12 cm, đúng rồi, 12 hơn 12 cm. Thì cam kết anh em là trong lòng nó đã trắng men rồi. Cái nút này thì cũng là nút nhựa, nó đóng rất chắc ở trong cái phần sứ này. Cam kết là sẽ không bao giờ tuột ra ngoài, chẳng có chuyện tuột ra ngoài. Đây trong lòng trắng men 100%. Hôm nay có một anh đặt thì tiện đây thì quay cho các anh chị xem sạch sẽ. Đây.